Alo, 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 Alo. chào em. No. Alo. Có nghe thấy mà, Alo. có nghe thấy, có nghe thấy. Dạ. Dobre vetro. Dobrý večer. Tak, chорошо, dobrý večer. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau xem một số từ mới đấy. Chúng ta đã xem một số từ mới để chúng ta chuẩn bị xem một cái bài đọc. Tạc, và cái nội dung chính trong cái phần bài này là chúng ta học về số từ và cái cách nói giá cả. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với một vài cái từ mới. Chúng ta có từ pichenie. Pichenie. Pichenie là bánh quy đấy. Pichenie. Dạ, pichenie bánh bánh quy đấy, bánh quy. Tạc. Tạc, pichenie là bánh quy. Tạc, từ thứ hai là căn phiệt ta. Căn phiệt ta là căn phiệt tư. Căn phiệt tư. Tạc. Đó. đang đang loay hoay đuổi con kiến. chúng ta có từ Đó. căn phiệt tử, căn phiệt tử. Căn phiệt tư. Căn phiệt tử là số nhiều đấy. Số ít của nó là Căn căn phiệt phiệt tạ. tả. Đấy, Căn phiệt căn tạ. phiệt tả. Căn phiệt tả là một Dạ cái kẹo đấy, một cái kẹo căn được. phiệt tả. Nhiều cái kẹo là căn phiệt tử. Căn phiệt tư. Căn phiệt tử. Một cái kẹo là căn phiệt tả, bất tả đấy. Đó. Thế như vậy chúng ta có từ cà rốt cả. Cà rốt cả. Cà Cà rốt cà là một cái hộp. Một cái hộp. rốt Đấy. Cà rốt cà, thế mà bây giờ nói một cái hộp kẹo. Chúng ta sẽ nói là cà cà rốt cà căn phiệt. Cà rốt cà. Anna Căn Karoka. phiệt. Đã. Anna cà rốt cà căn phiệt. Đấy. Anna cà rốt cà căn phiệt. Một cái hộp kẹo. Thì chúng ta nhìn thấy đây cái từ căn phiết, căn phiết ta nó mất chữ A thì thành căn phiệt đấy. Đó. Đó. Thế nếu nói một cái hộp bánh quy. Một cái hộp bánh quy. Atna karop. Chúng ta sẽ nói hai đi. Devia karop ki. Hai hộp bánh quy. Nói thế cho nó thêm số 2 đó. Devia. Devia. Bởi vì nó là danh từ đúng cái mà. Devia karop ki. Pechenie. Pechenie. Đấy. Devia karop ki pechenie. Đấy. Devia karop ki pechenie. Là hai hộp bánh quy. Đấy. Devia karop ki pechenie. Đấy. Pichenie, là the vehicle of pichenie. Pichenie đổi thành ram. Nói ra nó đổi thành cái hai số số ít đấy. Pichenie chứ không phải pichenie đấy. Pichenie. Pichenie đấy. Ồ, đâu ấy nhỉ? Nó đi đâu ấy nhỉ? Ta. Ta. Pichenie. Ta quật. Nó chạy xuống dưới. Pichenie. The vehicle of pichenie đấy. Pichenie. Devia karopki pichenia. Pichenia là hai hộp kẹo. Atna karop căn phiệt một hộp. Một hộp kẹo, hai hộp bánh quy. Devia karopki pichenia. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ pradavets. 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 Pradavets là người bán hàng đấy. Pradavets. Да, девушка знаем персик. Девушка. Да. Персик. Девушка là cô gái. Персик. Piersik là quả đào. Quả đào đấy. Piersik là quả đào. The việc ananas. 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 Đấy. Ananas. Так. Ananas. Нравится. Động từ нравится biết rồi. Решить. Нравится. Решить. 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 Có động từ решить. Thể hoàn thành. Research. Thể chưa hoàn thành đấy. Research. Research. Выбирать. 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 Выбирать là lựa chọn đấy. Выбирать. Lựa chọn. Я выбираю. Он выбирает. Đấy. Ты выбираешь. Мы выбираем. Вы выбираете. Они выбирают. Đấy. Да. Да. Tiếp theo có tính từ дорогой. Дорогой. Là đắt, đắt đỏ. Дешевый. Дешевый. Дорогой, дешевый. 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 Вкусный. Дорогой, дешевый. Вкусный. Не вкусный. Вкусный, не вкусный. Вкусный. А не вкусный là không ngon, да? Не вкусный. Этот là này. Этот là này, да?
Eta dom ngôi nhà này. Eta kinyi ga là quyển sách này. Eta akno là cái cửa sổ này. Echi journalu là những quyển tạp chí này. À thế là lần trước là chúng ta gì nào? Chúng ta mới học cái này thôi, chúng ta chưa học cái kia. Có cái này phải có cái kia. À thế như vậy là gì? Cái cấu trúc của nó là gì? Etat và tốt. Tốt là kia đấy. Ô này đi đâu nhỉ? Tốt. À đây nó chuyển thành cái màu nào? Đấy. Tốt. 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 Đấy. Etat và tốt. Tốt là cái kia. À như vậy là hóa ra là gì nào? Etat thì là này, tốt thì là kia đấy. À như vậy là etat dom và tốt dom. Etat dom là ngôi nhà này. Tốt dom là ngôi nhà kia. Tốt dom. Etat dom, tốt dom. Eta kinyiga là quyển sách này. Ta kinyiga là quyển sách kia. Tức là nó mất cái chữ e này đi. Em nhớ. Ta kinyiga. Ta kinyiga. Eta akno là cái cửa sổ này. To akno. To akno là cửa sổ kia. Đấy. To akno. Đấy. À đó. Echi journali. Đấy. Echi journali. À riêng có cái journal thì nó sẽ là không phải là chi mà nó sẽ là che. 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 Che journal đấy. Che journal. Là những quyển tạp chí kia đấy. Những quyển tạp chí kia. Che journal. Che journal đấy. À đó. À akno, to akno đấy. À. Akno. À đấy. À đó. Конфеты. А, конфеты, да? А, так, значит, тут дорогой, дешевый, вкусный. А, этот, тот, этот, тот вместе. Вместе. Вместе, ла кунгняу, да? Вместе, ла кунгняу. Лучше, лучше, ла торгэ. Лучше, ла торгэ. Лучше, да? Лучше, больше всего, лучше. Больше всего, больше всего. Nhiều hơn tất cả đấy. Hay là hơn tất cả. Mình nói là hơn tất cả đấy. Atlichne. Atlichne là tuyệt vời đấy. Atlichne. Tuyệt vời. À thế bây giờ cái động từ nào. Động từ Rishat Yerishayu. Tôi giải quyết. Tôi quyết định đấy. Yerishayu từ Rishayet. Từ Rishayet. Mười Rishay. Vừa Rishay. Yerishayu. Đấy. Yerishayu. Đó. Thế vậy thì đó là động từ Rishat. Động từ Rishut. Động từ research đây là động từ là sẽ quyết định. Sẽ quyết định đấy. À, đa phần này người ta sẽ sử dụng ở thì quá khứ. Yerishun, anarishula và anirishuli. Đấy, họ đã quyết định làm cái gì đó. Đấy, tắt. Suyas nè đấy. À, đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài đọc đấy. Tắt, bài đọc của chúng ta. Vichera nasa grupa. Vichera nasa grupa. Grupa. Была в магазине. Мы решили купить печенье, фрукты, конфеты и вино. Потому что вечером вы хотели посидеть вместе. Да, поговорить по-русски, потанцевать и послушать музыку. Да? А, вот. А, это не было, Зина. А, вчера наша группа была в магазине. Мы решили купить печенье, фрукты, конфеты, вино. Потому что вечером мы хотели посидеть вместе, да? Давай, мы тут, да? Так. А, Рамон хотел купить испанское вино. Вино? Да. Но Клаус сказал, что французское вино лучше. 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 Мы купили итальянское вино. Мы купили итальянское вино. А, потому что оно дешевое. Да? Потому что оно дешевое. А, Хусейн долго выбирал конфеты. Да? Конфеты, да? Так, продавец. Что вы хотите? Я хочу купить вкусные. Вкусные. И красивые и недорогие конфеты. Дорогие, да? Конфеты. Да. Продавец. Вот эти конфеты. Конфеты очень вкусные. Вкусные.
И недорогие. Недорогие. Да. Сколько они стоят? Сколько они стоят? Маленькая коробка стоит. Маленькая. Коробка. 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 Стоит 10 рублей. Стоит 10 рублей. А большая? А большая. 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 Нет. А чем он зовет? Большая. Большая, да. Большая. 22 рубля. 22 рубля. 22 рубля. Ага. Дайте. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Одну. Маленькую коробку. Коробку. За 10 рублей. 10 рублей. Да. Торт. И печенье. Печенье. За 13 рублей. Пожалуйста. Пожалуйста. С вас 45 рублей. 45 рублей. Да. Спасибо. Спасибо. А в это время, Банше. А, Ирина, больше всего я люблю персики. Я люблю персики. Персики, да? А ты? А, так. А ты, Сирпа, что любишь? Я все люблю. Мне нравятся все фрукты. Да? Мне нравятся все фрукты. Да. Вот так вот, да? Да. А, вот так, хорошо. А, да. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp phần 2. Phần 2. À, tôm nói sao nào? Я очень люблю апельсины. Апельсины, да. А я очень люблю апельсины. В Америке едят апельсины и пьют апельсиновый сок. Да, и пьют апельсиновый сок. Прекрасно. Прекрасно. Можно купить килограмм персиков. 2 килограмма бананов и апельсиновый сок. И апельсиновый сок. Сколько это стоит? Да, сколько это стоит? 33 да. рубля. Да. Мы не думали, что это так дорого. Да. Сирпа, может быть, купить они большой ананас? Большой ананас, сколько да. он стоит? Продавец. 18 рублей. 18 рублей. Да. Больше надо, то отлично. Дайте, пожалуйста, этот ананас. Этот ананас. Прекрасный. Да. Вечер был прекрасный. Прекрасный. Мы танцевали. Мы танцевали. Слушали. Музыку. Говорили по-русски. Были вино и ели конфеты. Ели конфеты. Ну вот так вот. Видите, как хорошо. Да? Да. А, так. А много покупать не надо. А, так. Чуть-чуть не хватает. Они хотели очень много. Они хотели килограмм персиков, 2 килограмма бананов и апельсиновый сок еще. Это очень много, да? Получается, что они купили только один большой ананас. Вот. 18 рублей. А, да? Вот так вот. А, хорошо. А теперь мы будем спрашивать. Вы иногда секу у меня. Хо, да, да? А, вот. А где была группа?
Anyi beli và Anyi beli. Anyi beli nhé. Magazine nhé. À, в магазине, да? Они были в магазине. Зачем они были в магазине? Они хотели купить конфеты. А, они хотели купить сладкое, да? Печенье. Они хотели купить конфеты. Конфеты. И печенье. Печенье ла бэнь куй, да? Конфеты и печенье. Печенье ла су и печенье ла су нё, да? Конфеты и ла су нё, да? Они хотели купить конфеты и печенье. Зачем они покупают конфеты и печенье? Зачем они покупают? Зачем они покупают конфеты? И печенье. А, họ mua kẹo và bánh quy để làm cái gì? Bertamu vegetarian они хотели. Они хотят. Хотели. Просто они хотят вечером. Вечером. Сидеть вместе. Они да? хотят. Они хотят вечером сидеть вместе. Сидеть вместе. 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 Сидеть вместе. Они хотят вечером сидеть вместе, да? Вместе. Да? А зачем они сидят вместе? Зачем они зачем сидят? Вместе. Сидят вместе. Ну, они хотят. Они хотят поговорить. По-русски. Слушать музыку. И потанцевать. Вот. Они хотят поговорить по-русски. Да? Поговорить по-русски. Слушать музыку и потанцевать. Да? Вот так вот. Танцевать. Да. И потанцевать. Вот так вот, да? Они хотят поговорить по-русски, слушать музыку и потанцевать. Вот так. Хорошо. Какое вино они купили? Они купили итальянское вино. Итальянское вино. А почему они не купили французское? Почему они не купили французское вино? Потому что итальянское вино дешевое. Самое дешевое. Chúng ta thêm từ самый дешевый, tức là rẻ nhất. Có từ самый là rẻ nhất đấy. Самый дешевый đấy. Самый дешевый đấy. Chúng ta sẽ có từ là đẹp nhất. Đẹp nhất. Она самая красивая. Она самая красивая. Cô ấy đẹp nhất đấy. Она самая красивая đấy. Đấy. Самая красивая. Она самая красивая, да? Вот. Vợ tôi đẹp nhất. Да, vợ tôi là đẹp nhất. Моя жена. Жена. Самая красивая. Самая красивая. В нашей деревне. Vợ tôi là đẹp nhất trong làng tôi, да? Моя жена самая красивая в нашей деревне, да? В нашей деревне. А моя жена самая красивая в нашей деревне. Да? Да. Đôi khi ở trong làng cũng có một cái cô gái nào đẹp nhất, nổi tiếng nhất làng đấy. Đấy. Ну вот так. Ну вот có thêm cái từ xa mười cộng với tính từ. Đấy. Cấu trúc của nó là xa mười cộng với tính từ. Đấy. Cộng với tính từ. Đấy. Tính từ là
Brilaga Chilin đây đấy mười Brilaga Chilin này là tính từ đấy trên mười à là tính từ đấy Bri đó sáu mươi cộng với Brilaga Chilin này đấy đó là từ 60 cộng với tính từ thì trở thành là gì cái so sánh cấp cao nhất đấy. Đắt nhất rẻ nhất đà, đà, tốt nhất đà, đà, đà. On 30 bagati bagati 30 bagati человек да че человек он самый богатый человек во Вьетнаме да он самый богатый человек во Вьетнаме а не là người giàu nhất Việt Nam да он самый да он самый богатый человек во Вьетнаме да а так вот а хорошо они купили французское вино да купили французское вино кто покупает конфеты Кто покупает? Покупает? Кто покупает конфеты? Конфеты? Клаус. Нет, по-моему, это Кусейн. Кусейн. Кусейн, да? Кусейн. Покупает. Кусейн покупает. Да. Покупает конфеты. Так. Да, конфеты. И что он купил? Что он купил. Купил. Они могли ему дать где? Что купил? Что он купил? Он купил. Купил. Ну, посмотрим. Вот. Маленькая коробка. Да? Маленькая коробка. Маленькая за 10 коробка. Рублей. Торт. И торт. Печенье. Да? Печенье. И печенье. Да? Так. Значит, что он купил? Он купил. Он. Он купил. Он купил. Маленькую. Маленькую коробку. Кю. Да? Коробку. Он купил маленькую коробку конфет. Да? Конфет. Он купил маленькую коробку конфет. Маленькую. Какие? Да, маленькую là cách bốn đấy. Cách bốn. Да. Маленькую. Купил что là cách bốn đấy. À, chúng ta học cách 4 rồi, học cách 6 rồi. On купил маленькую коробку конфет. Đấy. Đó, on купил маленькую коробку конфет. Одну коробку печенье. Печенье. Коробку печенье. Печенье. И торт. Печенье. И торт. И торт. Торт là gì? Торт là cái bánh gato. Bánh gato. À, и торт. Đấy. Так, он много купил. А, cậu ta mua nhiều đấy, đấy. Вот он купил коробку. А, дайте, пожалуйста, одну маленькую коробку за 10 рублей, торт и печенье за 13 рублей, да? Да? Так. А, сколько, сколько всего стоит? Сколько всего стоит? Он купил вот три вещи, да? Сколько? 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 Сколько всего это стоит? Всего это стоит? А, так как их туда, за бао нью тиен? Всего это стоит? Стоит? Да? Стоит? Сколько все это стоит? Сколько все это стоит? Сколько все это стоит? Все это стоит? Стоит? 45 рублей. 45. 45 рублей, да? Рублей. 45 рублей, да? Верно? 45. 40. Да? 45. 45 рублей, да? Все это стоит 45 рублей, да? Так. Да. А, хорошо. Кто покупает про фрукты? Кто покупает? Кто покупает? Фрукты. Кто покупает фрукты? Фрукты. 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 Хопа. Да. Том и девушки. Том и девушки, да? Том и девушки. Покупает. Покупают. 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 Фрукты, да? Фрукты. Том и девушки покупают фрукты, да? Том и девушки покупают фрукты. Так? Да? Фрукты. Так, Том и девушки покупают фрукты. Да? Да. Вот так. Хорошо. Что Ирина любит? Какие фрукты Ирина любит? Какие фрукты? Фрукты Ирина любит. Ирина любит.
À, Irena thích các loại hoa quả nào? Anna, Irene, Irene, Liễu Bịt. Nó, Liễu Bịt, Sanatan Liễu Bịt. Có nhớ Liễu Bịt, Liễu Bịt, không? Anna Liễu Bịt. bốn bốn xe và xe vừa, Bốn xe xe vô. Bốn xe xe vô. Anna Liễu Bịt bốn xe Persky, xe vô. Persky. Bốn xe xe vô sto. Persiki đấy. Persky. À, Anna Liễu Bịt bốn xe xe vô Persiki đấy. Anna Liễu Bịt bốn xe xe vô Persiki. Đã. Asto Liễu Bịt sirpa. Asto lebih Asto Liễu Bịt sirpa. 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 Sirpa Liễu Bịt. Sirpa Liễu Bịt. Basua. Все. Все. Basua. Все фрукты. Все фрукты. Все фрукты. Да, она любит все фрукты, да? Да. Cứ hoa quả là cô ấy thích đấy. Она любит все фрукты, да? Любит все. Вот. Фрукты. И что они решили купить? Что они решили? Россини. А куда ему везти? Что они решили купить? Они resli они купить решили купить ананас они решили купить большой ананас большой ананас да ананас они решили купить ананас да мой газы да они решили купить ананас так они решили купить ананас а сколько стоит ананас Сколько сколько стоит ананас? Ананас. А, за вами тен. Ананас стоит. Ананас стоит. 80. 18. 18. 18. Да, 18, да? А, 18, верно? 18. 18. 18. Рублей. 17 рублей. Да, em phải viết được những cái số chữ này đấy. Да. Ананас. Ананас, да? А, да. Ну вот так. А. Они купили ананас за 18 рублей. А, chúng ta phải nói là gì nào? Они купили ананас за 18 рублей. Б. Да? Они купили ананас за 18 рублей. Они купили ананас за 18 рублей. А, họ đã mua gì? Họ đã mua quả dứa với giá là 18 rúp đấy. À, ở đây chúng ta dùng giới từ gì nào? За. За. За 18 рублей đấy. Là với bao tiền? À, за. За là à, hết bao nhiêu tiền đấy. Hết bao nhiêu tiền? À, đúng không nào? Они купили ананас за 18 рублей. Так, хорошо. Так. À, вечер у них удался. А, да? А, sử dụng cái từ gì? Вечер у них удался. Удался. À, cái từ này có nói gì đấy? Удался, tức là thành công không? Удался. Đấy, dạ. Thành công không? Có thành công thành không? Công да. Không? Хорошо удался, да? Да, да, trả lời sao nào? Да. Вечер у них. Да, у них. Да. Và gì? À, buổi chiều. À, buổi tối của họ là là đã thành công đấy. И что они делали вечером? Что они? Что они? Делали? Делали? Что они делали? А, они? Они? Они поговорили поговорит по-русски 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 они поговорили по-русски да? Там слушали музыку и танцевали да танцевали и танцевали да они поговорили по-русски слушали музыку и танцевали да и танцевали так правильно да? Вот так. А, это значит у них вот такой
такая традиция. Они выходные, они часто собираются, да? И они танцуют, разговаривают и слушают музыку. Да? Họ có truyền thống như vậy đấy. Là gì? Cứ ngày nghỉ thì là gì? Họ tập trung lại và họ nói chuyện bằng tiếng Hoa. Они пили вино еще, вот видишь, они ели конфеты, да? Да, ну вот так вот. Пили вино, ели конфеты, ели фрукты, да? Ели ананас, да? Вот так. Хорошо. Thế như vậy là đó là cái bài đọc của chúng ta đấy. Ở đây người ta giải thích cho chúng ta này. Nếu mà ngồi ôn thì nó sẽ có đại từ etat ananas đấy. Ananas. Ngồi ôn. Nếu ngồi ăn thì là eta đấy. Eta. Eta karopka đấy. Nếu ngồi ăn no thì là sẽ là eta. Eta vino. Và ngồi ăn gì sẽ là echi căn phiệt từ đấy. Đó. Đó. Đó là cái cách sử dụng cái đại từ etat đấy. Etat. Nói chung là cũng dễ mà. Đó. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời lại câu hỏi một lần nữa nhé. Где вчера были студенты? Они были в магазине. Они были в магазине. Что они хотели купить? Они хотели купить печенье. Печенье. Конфеты и конфеты и вино. Да. Какой вино хотел купить Рамон? Какой вино хотел купить Рамон? Рамон хотел Рамон хотел купить испанское вино. Испанское. Они хотели купить испанское. А какое вино они купили? Они купили итальянское вино. А почему они не купили французское вино? Потому что оно дешевое. А потому что французское вино дорогое. Дорогое. Дорогое, да? Да. Потому что французское вино дорогое, да? Да. Дорогое. Дорогое. Nếu mà có sang sang Pháp thì uống thử rượu vang Pháp xem nó như thế nào đấy. Chắc là ngon, tuyệt vời. Не знаю. Вино как вино. Như hôm nay mình đọc ở đâu nhỉ? Rượu đắt tiền với rượu rẻ tiền đều có một cái kết cục như nhau là đều là đau đầu và nôn ọe đấy. Đúng vậy. Đúng. Nhưng mà gì? 18 21 năm cũng vậy. Nhưng đó là gì? Đó là chẳng qua là không biết uống thôi. Thực chất mà những người mà uống rượu đến say ấy, là mình đánh giá là những người đó không biết thưởng thức rượu. Đấy. Uống rượu là phải là gì? Là phải thưởng thức được cái hương vị của nó đấy. Và thứ nhưng uống mà... rượu thì con chỉ mình chỉ uống ở cái mức độ là gì? Là một vài ly thôi đấy. Đó là nhiều. Nhưng mà chán lắm. Đấy. Chán lắm, ở Việt Nam mình nhậu thì bao giờ cũng đến say thôi. Đấy, cái đó thực chất ra thì là cái sai trong cái văn hóa uống rượu. Văn hóa uống rượu Việt Nam là không đúng. Quá sai. Không đúng. Em chán đến các cuộc rượu Việt Nam, kiểu gì cũng say. Đấy. Bên kia thì họ là thích khách, họ làm 1-2 ly rượu vang. Đúng rồi. Hoặc là 1-2 cốc bia rất là ăn rất ngon. Là vui vẻ rồi. Mà chẳng ai ép ai cả đấy. Mà ăn ngon chứ. Đúng rồi. Mà Việt Nam thì phải hết độ vài Việt Việt Nam thì cứ phải là 1-2-3 rô đấy. Cứ phải say sưa. Да. Это некрасиво. Я считаю, что это неправильно. Văn hóa đó là không đúng. Что купил Хусейн? Что Хусейн купил? Thì đây chúng ta đã biết rồi. Хусейн что купил? Хусейн купил фрукт, конфеты. Конфеты, печенье и торт. И торт. Và bánh gato. Конфеты, печенье и торт. Печенье. Да. И сколько все это стоило?
Và số tôi là số rốc piet Все это стоило 45 рублей. 45 рублей. Оп. Да? Да, 45 рублей, да? Все это стоило 45 рублей, да? Вот. А мы чем чем дали лази? А сколько конфеты стоит? Конфеты. Конфеты. Стоят. Стоят. Стоят 10 рублей, да? 10. Коробка 10 рублей. Конфета. А хоп кэо за 10.000, да? А 10 руб, да? А сколько печенье стоит? Печенье. 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 Стоит. Печенье стоит 13 рублей. Да вас это Нет. 13 нет. рублей. Нет, нет. Торт. Торт. Нет, нет, нет. Я говорю, печенье. Печенье, да? Печенье 13. Рублей, да? Рублей. Чомбай, на торт и печенье за 45. 13 рублей. Да. Это получается на месте. А так смотри. Панин гато на мой бан. Нет. Печенье, да? Вон смотри. Печенье. Да? Вот. А. Торт. А за 10 рублей торт и печенье за 13 рублей. Баня, банькуи thì là 13 руб. Hộp kẹo 10 руб, да? Và thêm cái bánh gato nữa. Tổng cộng 45 руб, да? Да, да, да. Tổng cộng là 45 руб. А, понятно, да? Вот. Это значит 10 000 рублей, а 10 рублей конфеты, 13 рублей печенье, да? А всего получается всего получается 23 рубля, да? Рубля. Там каком ла 2 thứ này là 23 руб, да? А Хусейн заплатил 45 рублей. Заплатил. Mà trong khi đó là gì? Хусейн trả 45 руб, да? 45 руб. Да. Vậy thì торт стоит. Торт. Như vậy là là cái bánh gato giá bao tiền nào? 45 minus 23 bằng 22 rubля. Rubля, да? Rubля. 22 рубля, да? О, 22 рубля это очень большой торт. Đó là cái bánh gato rất lớn, да? Mình nhớ hồi xưa mình hay mua những cái bánh gato nó chỉ có độ khoảng 7 rúp rưỡi là to đẹp lắm rồi, đấy. Đấy. 7 rúp rưỡi là to đẹp cực kỳ rồi. Đó. 1 rúp thì bây giờ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? À, bây giờ không, đây là cái tiền ngày xưa. Cái tiền này nó ở cái quyển này nó xây dựng vào khoảng những cái năm 2000 2001. Đấy. Khoảng năm 2001 2001. À cho nên nó mới có giá này chứ. Bây giờ 1 đô bây giờ nó bằng 75 rúp mà. 1 đô 75 rúp. Đấy đấy đấy. 1 đô là 75 rúp. Thế 1 rúp là bằng 1 rúp bằng bao nhiêu tiền Việt? À, tính lại em tính ra tiền Việt gì? À, 1 đô như vậy là 75 rúp thì 75 rúp tương đương là 23.000. Đấy. 75 rúp tương đương 23.000. Nghe chưa? Vâng. 75 rúp tương đương 23.000. À, 23.300 thì đúng hơn đấy. Đó. À thế cho nên là nếu muốn chia thì mình phải lấy là 23.300 mà chia cho 75 cho 75 đấy. Thì tương đương là gì? 310 310 đồng, 310 đồng thì bằng 1 rúp, 1 rúp bằng 310 đồng tiền Việt. Vâng, 1 rúp 310 đồng tiền Việt. Dạ, 1 rúp 310 đồng. À như vậy là một rúp bằng 310 1.000 đồng thì bằng 3 rúp tương đương khoảng 3 rúp. Dạ tương đương khoảng 1.000 đồng bằng 3 rúp. Rúp nhỏ nhỉ. À rúp rúp vừa rồi là cũng do nó bị mất giá một chút đấy.
À đó, mất giá chút trên bây giờ nó lên đến 75, trước đây nó chỉ ở cái tầm độ khoảng 50 55. Đầu tiên 45 sang 50 55. Đấy, đó. À, một thời gian rất lâu sau nó bắt đầu là bị khi mà nó xảy ra cái sự kiện Ukraine đấy, Maidan cái thứ đấy. À, thì lúc đó là nó mới nhảy lên đến 75, có thời kỳ lên đến 80 đấy, đó. Nhưng mà bây giờ nó ổn định rồi, ổn định khoảng 75, ổn định lâu rồi đấy. Normal đấy. Như vậy là nó vốt. À, câu hỏi của chúng ta đây là gì? Skonka stoit tort. Cái bánh gato giá bao nhiêu tiền? Đấy. À, chúng ta tính ra được là gì? Tort stoit 22 rubля. Đấy. Đã. Sto Да. выбирали Том и девушки? Sto выбирали Том и девушки? Убирали. Том и И девушка. девушки? Том и девушки. Бына рамы. Выбирали фрукты. Рамы выбирали ку. Фрукты. Фрукты. Фрукты, да? Том и девушки выбирали фрукты, да? Так. Почему они не купили то, что хотели? Потому что Потому что Потому они что это дорого для них. không đủ tiền làm không đủ Дорого. tiền nói là À, не хватает, потому что у них не хватает денег. Nếu mà nói không đủ tiền thì là gì? À, у них не хватает денег. не У них не хватает денег. à, У них не хватает денег. cơ ba tái nhất diện nhận diện nhận У них не không đủ хватает денег. Họ không đủ tiền. Đấy. tiền cơ ba tái nhất là không không Khoa không đủ tài khoa tát là đủ hay không đủ đấy. Đây. không đủ À, thế bây giờ nói đủ là tôi có đủ tiền để mua bánh mì. У у меня меня хватает cơ ba tái денег. nhất À, хватает phải là cái gì diện thứ hai đấy. У меня хватает денег на хлеб. на На khalid хлеб. На хлеб. на khalid На что? На что хватает? На что? На хлеб, да? У меня хватает денег на хлеб. Да? А, да? À, bây giờ nói câu là nhiều chàng trai không cưới vợ bởi vì là không đủ tiền để tổ chức đám cưới. Câu hơi bị khó đúng không nào? Đấy. Nhiều chàng trai À, đấy. Многие многие парни. À, nói đến chuyện là không lấy được vợ. À, chỗ mình nó có một cái làng. À, cái làng nó cách thành phố độ khoảng 7-8 cây gì đấy. Đấy. Cứ chiều đầu làng nó có một cây đa rất to đấy, cây đa rất to. Thế cứ buổi chiều là có độ khoảng 6-70 thanh niên ra đấy ngồi. Đấy là những chàng trai mà không có vợ để lấy. Ế. Hay. Đấy. À, nếu mà cách đây độ khoảng 1 năm 1 năm rưỡi thì nó chỉ có độ khoảng 40 chàng trai thôi, nhưng bây giờ thì Yeah. cái con số lên đến khoảng 70 chàng rồi đấy. Bây giờ. Tại sao như vậy? Bởi vì các cô gái trong làng cứ đến tuổi cập kê thì là các cô ấy đi học là một này. À đó, còn các chàng trai thì là lười học, là chỉ có ở nhà đi cày thôi nhỉ? Đấy. Thế các cô gái Đi đi học học là một này. Cái thứ hai đi là công nhân. các cô ấy mà có chị đi về Hà Nội học rồi thì là lại kéo cô em về để học làm đầu, học làm đít đấy. Đó. Làm công công À, nhân vũ kiểu. thế rồi là các cô gái là đi làm công nhân các nơi khác. Đi làm công nhân thì chúng nó lại quen những chàng trai khác, chúng nó lại lấy hết đấy ở nơi khác. Thế cuối cùng là Đúng gì? Ở làng mình là chả còn ai nữa, cuối cùng là gì? Là toàn để đàn à, toàn đàn ông. À, cứ buổi ông. chiều là gì? Kéo nhau ra gốc đa ngồi cả một đống. Rất hay. Nếu mà tả. À, rất thú vị. Mà đấy là dân tộc thiểu số này Không. Người thế Kinh mình bình thường thế này. rồi Đấy. Đó. nhưng Bởi vì sao? Nếu mà mà học mà lười học thì chỉ có nhà đi cày làm gì nữa. Thế còn con gái yeah. thì là sao? Con gái thì nó học hay không học, một phần thì nó chịu khó học, nó đi học đại học hết. Đấy, học đại học cũng chuyên nghiệp hết. Phần thứ hai mà nó chả có học gì nữa cả thì nó cũng đi về Hà Nội sang Thái Nguyên để nó học nghề. Mà nó đi nó học nghề rồi thì nó sẽ quen các chàng trai khác thì nó sẽ lấy họ ở đấy đấy. À, nó trả về quê cho. À, đúng là đấy. Nó bắt tác получается что лишние парни у нас есть. Многие парни не женятся. À, Nhé. не женятся. Денег À, có nhiều chàng trai không lấy vợ.
Не застрял. Потому что потому у что... них у них не хватает хватает денег. Хватает денег. На свадьбу. На свадьбу. На свадьбу. На свадьбу. Bởi vì họ không có đủ tiền để tổ chức đám cưới. Vâng. Многие парни не женятся, потому что у них не хватает денег на свадьбу, да? Да. Многие парни не женятся, потому что у них не хватает денег на свадьбу. À, có nhiều chàng trai không đủ tiền để cưới vợ bởi vì họ à tức là nhiều chàng trai không cưới vợ bởi vì họ không có đủ tiền để làm đám cưới đấy. Đấy. À đó. À nó vô tên Chiris nữa đấy. Так. А сколько они купили и сколько это стоило? Сколько они купили? А что они купили? Что они купили? Они купили ананас. Ананас. И сколько это стоило? Ананас ла он. 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 Он стоит. Он стоил. Он стоил. Стоил. 18. 18 рублей, да? 18 рублей. Да. И что они делали вечером? Что они делали вечером? Вечером. Вечером. Они говорит. Вечером они говорим вечером они сидели вместе. Вечером они сидели вместе. Cuối cùng, buổi tối họ ngồi cùng với nhau, да? Они сидели вместе, да? А вечером они сидели вместе. Что они делали еще? Они говорили по-русски. Да? Они слушали музыку. Слушали. Слушали. Да? Музыку. Они танцевали. Пили вино. Они пили вино. Ели конфеты, печенье и ананас, да? Ананас. И несчастный ананас. Ну вот так вот, да? Вот так. Да. À, khi đọc đến những cái bài này mình nhớ lên những cái cảnh khi mà các sinh viên nước ngoài đấy, sinh viên nước ngoài tối thứ sáu sang tối thứ bảy đó, tối thứ bảy sang tối chủ nhật là chúng nó hay tụ tập ở cái gian chính ở giữa ấy, cái gian chung ấy, nó nhảy này, nó uống bia này, nó uống rượu này, nó nói chuyện vui vẻ lắm đấy, khác hẳn của Tây, khác hẳn Việt Nam, nó sinh hoạt nó có tập đoàn. Nó đông đoàn, cả đội của nó đấy, cả đội của nó ví dụ, mái, đội của nó là 10 người, 15 người, 20 người đấy, trong cái đoàn của nó là tập trung hết đấy. Nhưng bọn Việt Nam thì gì, bọn Việt Nam cứ Việt Nam thì coi như là cứ anh chị coi như là một số anh chị thì rủ nhau đi chơi, một số anh chị thì là gì, là đóng cửa im ỉm coi như là ở trong phòng thôi đấy, không có cái giao lưu chung, tập trung đấy đó. Qua bài này hình dung phương Tây nó sống nó hay thật. À nó khác. Vô tư. À nó là các nước với nhau hòa nhập. Да. Это интересно, конечно, да. Интересно. À đó, bởi vì sao là người Việt Nam mình thì không sinh hoạt là sinh hoạt theo kiểu theo lối riêng tư, chứ họ không sinh hoạt theo kiểu tập thể. Cho nên là họ không tập trung đấy. Tập trung là đó, mà nếu có tập trung chẳng hạn thì có đàn hát chẳng hạn thì cũng chỉ một cái nhóm nhỏ nhỏ độ khoảng 3-4-5 người thôi, chứ họ không tập trung đông được đó. Tốt specific đấy, specific tức là cái đặc thù của cái sinh hoạt của người Việt Nam. Ну вот это интересно, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc thử cái câu chuyện vui này. Thời gian có tí gì đấy. Так, тему тина. Как можно разделить 5 картошек на 6 человек? Làm sao để chia 5 củ khoai tây cho 6 người? Đấy. 5
Carob, à làm sao để chia 5 củ khoai tây cho 6 người? À thế cậu xin trả lời, đây là thầy giáo hỏi đấy. À, thế học sinh trả lời. Nada gelat pure. Cần phải làm món khoai tây nghiền. Nghiền ra xong chia cho mỗi người một phần đấy. À, chia cho bao nhiêu chả được đấy. Đó. Nada gelat pure. À đây chúng ta học cái từ gì nào? Thứ nhất là học cái từ pure. Pure là khoai tây nghiền đấy. À thế nào là khoai tây nghiền? Khoai tây nghiền là nó luộc lên đấy. Nó luộc lên xong sau đó là gì? Nó đổ một chút sữa vào, nó cho trong máy đánh sinh tố đấy. Nó quay tít đi, thế là xong cái gì? Nó thành một cái món đặc đặc đấy. À cái món đặc đặc sệt sệt đấy, gọi là puree đấy. Đó, cái món cháo sệt sệt đấy. À, nó gọi là puree, puree, cartofini puree đấy. Đó. À thế ở đây chúng ta học được cái từ gì nữa? Razielit là chia. Razielit, razielit sto. 5 картошек. 5 картошек. Картошка. Да? Картошка. 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 Là một củ khoai tây. Nhưng mà 5 củ khoai tây thành 5 картошек. Да? 5 картошек. À, chia cho 6 người. Разделить на 6 человек. Разделить на 6 человек. Chia cho 6 người, đúng không? Да. À вот, bây giờ chua chai и пить чай. À так. À, вот тебе конфета. À chua cha nói, đây cho con cái kẹo này. Печа. Спасибо, чуча. Cảm ơn cô. Молодец, печа. Giỏi lắm, печа. Мне нравится, когда мальчики говорят спасибо. À cô rất thích khi mà các cậu bé nói cảm ơn. А если вы хотите услышать спасибо ещё раз, дайте мне ещё и яблоко. À nếu mà cô mà muốn nghe thấy à, cháu nói cảm ơn lần nữa thì hãy cho cháu một quả táo nữa. Đấy. Đấy. À thế nhưng cái câu chuyện vui này đọc để làm gì? Đọc để mình học những cái lời nói của nó. Mặc dù trong này tất cả những từ này mình đều biết hết đấy. Đó. À có từ Yishuras. Đây có từ Yishuras. Yishuras. Một lần nữa. Một lần nữa. Yishuras. Một lần nữa. Yishuras. Дай чем мне еще яблоко. Дай чем мне еще и. Да, да. А, да. Так. Яблоко. Папа, дай мне, пожалуйста, 15 рублей. Бой, cho con 15 руб, на, говорит Петя. Петя nói, да? А мне 20, говорит мама. А, thế thì cho em 20 руб, mẹ nói. А, Маша, cho con 20 руб. Маша nói. Мне нужно 40 рублей. А, em cần 40 руб, говорит жена, vợ nói. Да что с вами сегодня случилось? Hôm nay mọi người bị làm sao đấy? Mọi người bị làm sao? Что с вами сегодня случилось? Спрашивает отец. Он бо nói. Ты забыл? Бо quên rồi à? У тебя сегодня день рождения. Hôm nay con là ngày sinh nhật của bố đấy. À, sinh nhật của bố là gì? Mỗi đứa xin một ít tiền để đi mua quà cho bố đấy. Петя 15 рублей, Маша 20, а жене 40 đấy. Жене 40. Ну вот так. День рождения. День рождения. Ну вот так, хорошо. А, thế như vậy bài học chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Да. Đó. À, thế như vậy mình có thể gửi cái này cho em có thể đọc đấy. Đọc. Vâng, vâng. Bài đọc thì có rồi, đấy. Bài đọc có rồi. Ну вот всё. Đó. À thế thì như vậy là đó là cái phần bài của em. Так вот. Да. А да. И это тоже я буду ссылать. À cái phần này mình viết ở đây mình cũng sẽ gửi cho bạn hết đấy. Đó. Để làm cái tài liệu thực hành. Открыть и почитать хорошенько. Да. Ну вот. Em in như thầy đấy. Да. Отлично, да. À in ra được đấy. À đó. In ra để bên cạnh mình nhìn và đọc. Đang khá là sơ. Đấy, in thành quyển đấy. In sang khi mà nó dày thì đóng lại thành quyển. À lát nữa spasiba. Spasiba. Да. Спасибо. Очень да, до свидания. Пока. Да, спокойной ночи. Chúc ngủ ngon nhé. Да. Пока. Пока.